Kính thưa quý vị, từ đầu chương trình tới giờ thì tất cả quý vị cũng đã nghe những nhạc phẩm của những doanh nhân, những ca sĩ. Còn giờ phút này thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cô công chúa nhỏ rất đáng yêu. Xin được mời công chúa chúng ta cùng bước ra sân khấu để chào tất cả quý vị khán giả nào. Xin được mời công chúa. Jennifer, xin được mời con. Rồi, công chúa rất dễ thương luôn. Đấy. Không biết là ngày hôm nay là con đến với chương trình ngày hôm nay thì con sẽ hát bài gì để gửi tặng đến tất cả các cô chú và quý vị khán giả. Dạ con sẽ hát bài Dona Dona. Dona Dona, rồi. Bây giờ mình chắc hẳn là mình đến chương trình này rồi, mình sẽ hát, mình thể hiện bản thân của mình rồi. Thì con có lời chúc nào đến cho tất cả cô chú không? Con chúc cho cô chú đi. Dạ con chúc các cô chú có nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc, luôn tươi vui. Rồi ok, rất dễ thương nào. Rồi tập tay với chú một cái là mình tự tin hơn nha. Rồi âm thanh đã chuẩn bị rồi. Một tràng pháo tay thật lớn cho bé Jennifer thưa quý vị. La peur est souvent nos fondeuses.
chào pháo tay thật lớn cho tiếng hát của bé Jennifer. Một giọng hát rất là tuyệt vời thưa tất cả quý vị. Một điều đặc biệt là Jennifer của chúng ta chỉ mới có 8 tuổi thôi. Mới có 8 tuổi mà cô bé lại có một giọng hát rất là tuyệt vời. Cảm ơn công chúa Jennifer rất nhiều.